đơn trường có hành động chăm sóc vợ cũ dù đã ly hôn. Phản ứng của quý tử sau đó gây bất ngờ. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip đơn trường và Thủy Tiên cùng bé Thiên Tư xuất hiện tại một trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi ở Gò Vấp. Khi thấy trên mặt vợ cũ bị dính vết bẩn, nam ca sĩ đã chủ động dùng tay chỉ cho cô và sau đó là lau giúp. Con trai Thiên Tư thấy thế cũng đứng dậy dùng khăn giấy để lau sạch vết dơ cho mẹ. Thấy mặt bố cũng có vài vết dơ lầm tầm, Thiên Tư nhanh nhẹn giúp bố làm sạch đi. Vừa qua, anh Bo đoàn tụ cùng vợ cũ, doanh nhân Thủy Tiên và con trai Thiên Tư khi cả ba về lại Việt Nam. Gia đình nam ca sĩ đã có những hoạt động được nhiều fan Việt quan tâm. Lan Trường và Thủy Tiên từng là một gia đình hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2021, nam ca sĩ Lan Trường thông báo chia tay vợ khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, cả hai vẫn là bạn và thường xuyên chia sẻ ảnh về gia đình, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai Thiên Tư. Nếu cứ cố gắng níu kéo thì không có được tiếng nói chung. Thì cuộc sống vợ chồng, trẻ không thể nào xây dựng được một mái ấm hạnh phúc gia đình đúng nghĩa. Tôi và anh Trường đã yêu thương, chân thành, vượt qua nhiều thử thách để đến được với nhau và có được quả ngọt là bé Ma Thít Thiên Tư. Tôi tin sau này Thiên Tư sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định này của cha mẹ, bà xã Đan Trường từng tâm sự. Về phía Đan Trường, anh chia sẻ, Đan Trường xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em báo chí, các bạn bè, người thân, các anh chị em đồng nghiệp và các fan thân yêu đã thăm hỏi động viên cho Đan Trường và Thủy Tiên. Đan Trường vẫn ổn mọi người à, nhưng hiện tại cho phép Đan Trường xin không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Đan Trường mong mọi người thông cảm và hiểu cho Đan Trường trong thời điểm này. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ vì cách hành xử văn minh, hậu ly hôn. Không chỉ song hành trong việc chăm sóc nuôi dạy con, hai người còn cùng nhau hỗ trợ để tạo những điều tốt đẹp nhất cho bé. Nam ca sĩ cũng có chia sẻ đôi chút về cách dạy con hàng ngày. Anh luôn nghĩ sẽ cầm con ăn kẹo nhiều hay yêu cầu bé mỗi khi chơi xong phải tự dọn dẹp. Nhưng mỗi khi nhìn con trai thì mọi thứ đều thay đổi. Khi mà gặp con mình thì mình không còn la hay cấm được việc xem iPad, bởi vì những thứ đó phải đem ra mới dụ được con. Anh Bo thừa nhận mình vẫn có những hạn chế nhất định trong việc dạy cũng như để cho con sử dụng thiết bị điện tử.